Quốc Dũng và Jenny xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Tin Buổi Sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ. Phần tin buổi sáng hôm nay gồm có các tin chính sau đây. Triều Tiên cảnh cáo Hoa Kỳ về một đòn trả đũa không thương tiếc. WHO cảnh báo gần 2 tỷ người đang phải uống nước nhiễm khuẩn. Tổng thống Trump, vấn đề Triều Tiên sẽ được giải quyết. Không quân Hoa Kỳ kéo dài tuổi thọ cho tiêm kích F-16. GDP dự kiến tăng, hiệu quả doanh nghiệp là giảm. Và sau đây là phần mở đầu tin thế giới cùng với chương trình viên Trần. Tin Thái Lan, Tư lệnh lục quân Thái Lan khẳng định cần duy trì tình hình an ninh. Theo như phóng viên của thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok vào ngày 13 tháng 4, Tư lệnh lục quân hoàng gia là Đại tướng Chalamchai cho rằng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cần phải duy trì quyền ban hành các sắc lệnh hành pháp vượt trên các cơ quan lập pháp và tư pháp để đảm bảo an ninh và duy trì hòa bình của đất nước. Theo Điều 44, Hiến pháp lâm thời năm 2014 được chuyển thành Điều 265 của Hiến pháp 2017 vừa được ban hành. Tướng Chalachai nhấn mạnh, dù tình hình an ninh hiện nay khá ổn định, các lực lượng chống chính phủ vẫn đang tiếp tục các hành động để khơi mào bất ổn. Vì thế, việc chính phủ tiếp tục duy trì quyền hành động theo Điều 44 là cần thiết để có thể nhanh chóng kiểm soát an ninh quốc gia và đảm bảo việc lên ngôi của nhà vua Varalongkorn Ramex được tiến hành suôn sẻ. Trước đó, vào ngày 6 tháng 4, nhà vua Varicharlongkorn Ramex đã ký ban hành hiến pháp năm 2017, bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử quân chủ lập hiến của Vương quốc Đông Nam Á. Đây là một bước đi quan trọng hướng tới một cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự Thái Lan cam kết sẽ khôi phục dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này. Bản hiến pháp này đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 7 tháng 8, 2016, với 61,4% số người đi bỏ phiếu ủng hộ. Kết quả trưng cầu cũng cho thấy cử tri ở thủ đô và vùng miền Trung ủng hộ bản hiến pháp này, trong khi hầu hết các nơi khác không ủng hộ. Trong số này có cử tri tại các khu vực đông người Hồi giáo sinh sống ở miền Nam, kính thưa quý vị. Triều Tiên cảnh báo Hoa Kỳ về một đòn trả đũa không thương tiếc. Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên vào ngày 13 tháng 4 đã chỉ trích Hoa Kỳ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về một đòn trả đũa không thương tiếc trong trường hợp Hoa Kỳ phát động tấn công. Một tuyên bố của người phát ngôn Viện Nghiên cứu Hòa bình và Giải trừ Vũ khí trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên được trích dẫn nhấn mạnh rằng Washington đang đẩy tình hình an ninh tại đây tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân bằng cách triển khai nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến lược tới khu vực này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đang leo thang. Trong đó, Hoa Kỳ đang đưa nhóm tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và Triều Tiên bị phát hiện đang chuẩn bị tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân. Viện trên cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ giấc mơ nào về việc lật đổ chế độ lãnh đạo Bình Nhưỡng thông qua sự hợp tác với nước khác cũng sẽ chỉ là ngớ ngẩn, đồng thời lên án việc Washington gần đây đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào Syria. Một điểm tin khác cũng có liên quan đến Thái Lan. Theo như Tổ chức Ân xá Quốc tế thì Thái Lan vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận. Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International chỉ trích chính quyền quân sự Thái Lan trong việc ban hành lệnh cấm sử dụng Internet để trao đổi với ba người có những chỉ trích đối với Hoàng gia Thái. Theo như Tổ chức Ân xá Quốc tế, biện pháp kiểm soát của chính phủ đối với tự do ngôn luận đến mức tệ hại nhất. Tin này được AFP loan đi vào ngày 13 tháng 4. Lệnh cấm vừa ban hành quy định bất kỳ sự trao đổi, tương tác nào với ba nhà phê bình, bao gồm liên lạc, theo dõi trang mạng xã hội hay chia sẻ những bình luận của họ, đều có thể bị buộc tội theo luật tội phạm máy tính của chính phủ nước này ban hành. Ba nhà phê bình mà chính phủ Thái Lan ban hành lệnh cấm không cho liên lạc qua Internet là hai học giả Somsak và Pavin cùng với cựu phóng viên Andrew McGregor Marshall, phó giám đốc đặc trách khu vực Đông Nam Á của Amnesty International là ông Joseph Benedict vào hôm thứ Tư, 12 tháng 4 đã nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng chính quyền Thái Lan đã tuột dốc trầm trọng trong việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân
qua lệnh cấm vừa ban hành. Một giới chức cao cấp của Bộ Kỹ thuật Kinh tế Thái Lan đã bác bỏ chỉ trích của tổ chức ân xá quốc tế, thưa quý vị. Bắc Hàn có thể nhồi chất độc sarin vào tên lửa. Bắc Hàn có thể đạt khả năng phóng đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin. Tuyên bố do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra vào hôm thứ Năm 13 tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về các chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia cộng sản khép kín này. Truyền thông Nhật Bản loan tin này, tuy nhiên không cho biết rõ ông Abe có được nguồn tin từ đâu. Sarin là loại chất độc đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công tại xứ Phù Tang. Đáng kể là vụ vào năm 1995 khi giáo phái có tên là Aum Supreme Truth sử dụng cho vụ tấn công trong tàu điện ngầm Tokyo khiến 13 người thiệt mạng và 6.000 người khác bị ảnh hưởng. Tin từ AFP cho biết, Hoa Kỳ tin rằng chính phủ Syria cũng đã sử dụng một loại chất độc thần kinh giống sarin trong cuộc tấn công chết người ở mạng Tây Bắc Syria vào tuần trước. Sarin là một loại chất cực độc đã bị Liên Hợp Quốc cấm sử dụng và tương tự như chất độc 15 được sử dụng trong vụ ám sát một người mang hộ chiếu Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sarin cũng chính là loại chất độc mà chế độ Saddam Hussein của Iraq đã sử dụng để tiêu diệt hàng ngàn người Kurd ở thị trấn Malahab vào năm 1988. Nhật Bản đã chặn máy bay Trung Quốc với mức kỷ lục. Máy bay chiến đấu của Nhật Bản phải xuất phát đến hơn 1.100 lần suốt 12 tháng qua, trong đó có 73% số lần là để chặn các máy bay từ phía Trung Quốc. Đây được cho là mức kỷ lục từ trước đến nay. Một sĩ quan cao cấp của quân đội Nhật Bản là Đô đốc Katsutoshi Kawano nói rằng phía Trung Quốc vừa gia tăng số lần máy bay gần vùng trời Nhật Bản, vừa tăng thời gian của các chuyến bay đó. Ông nói thêm là sắp tới đây, số lần máy bay Nhật xuất phát với mục đích tương tự sẽ còn tăng lên. Các viên chức Nhật Bản cho là Trung Quốc đang phân tích khả năng và cách thức hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, bao gồm cả tàu tuần duyên. Hai nước Nhật và Trung Quốc vẫn đang tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo nhỏ không người ở hiện đang tại Tokyo do Tokyo kiểm soát, gọi là Senkaku, và Trung Quốc còn gọi là Điếu Ngư. Ngoài ra, việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận diện phòng không phủ lên vùng trời 4 hòn đảo này cũng là chủ đề gây tranh cãi giữa hai quốc gia, kính thưa quý vị. Nga không có thông tin về thương vong trong vụ không kích ở Syria. Theo Reuters đưa tin, vào ngày 13 tháng 4, hãng thông tấn IRA dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga là Igor Konashenkov cho biết, cơ quan này không có thông tin về những người thiệt mạng trong vụ tấn công do các lực lượng liên quân quốc tế thực hiện tại tỉnh Deir Azor của Syria. Ông Konashenkov cho hay quân đội Nga đã gửi các máy bay không người lái đi kiểm tra khu vực này. Trước đó cùng ngày, quân đội Syria khẳng định rằng liên quân đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào những kho chứa khí độc do IS sở hữu, làm rò rỉ chất độc, khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Theo một tuyên bố của quân đội nước này được phát trên đài truyền hình nhà nước Syria, vụ việc nói trên đã chứng minh rằng IS và các tay súng có liên quan tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda có sở hữu vũ khí hóa học. Tổ chức Y tế Quốc tế, viết tắt là WHO, cảnh báo gần 2 tỷ người đang phải uống nước nhiễm khuẩn. Cộng đồng quốc tế cần tăng cường đầu tư về tài chính cũng như thúc đẩy mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo người dân trên toàn thế giới được tiếp cận với nguồn nước sạch và hệ thống vệ sinh an toàn. Tổ chức WHO vào ngày 13 tháng 4 đưa ra lời kêu gọi trên cùng cảnh báo hiện có gần 2 tỷ người trên thế giới đang uống nước bị nhiễm khuẩn. Trong tuyên bố đưa ra tại Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng của WHO là bà Maria Nera cho biết mỗi năm trên thế giới có hàng trăm nghìn người tử vong do buộc phải uống nước nhiễm khuẩn và hiện số người vẫn đang phải sử dụng nguồn nước uống nhiễm khuẩn trên toàn thế giới là gần 2 tỷ người. WHO cảnh báo việc làm này đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con người, khiến những đối tượng uống nước nhiễm khuẩn dễ mắc các bệnh như tả, lỵ, thương hàn và bại liệt. Chỉ tính riêng bệnh tiêu chảy do uống nước nhiễm khuẩn, mỗi năm căn bệnh này ước tính cướp đi sinh mạng của 500.000 người. Thông qua báo cáo này, WHO một lần nữa khẳng định tăng cường đầu tư tài chính vào việc phát triển nước sạch và hệ thống vệ sinh an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe cho con người, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và tạo ra nhiều việc làm, thưa quý vị. Lại xảy ra một nổ bom ở thư viện gần ga tàu điện ngầm St. Petersburg. Theo trang mạng Stratford.com, một vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại thành phố St. Petersburg của Nga vào ngày 13 tháng 4, bên ngoài một thư viện gần một ga tàu điện ngầm. Tin cho hay một thiếu niên đã bị thương khi một quả bom giấu trong một gói đồ phát nổ. Tuy nhiên, không rõ liệu đây có phải là một tai nạn hoặc một cuộc tấn công bất thành.
Người bị thương có thể chính là thủ phạm tìm cách gây ra vụ nổ. Vụ nổ này diễn ra 10 ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công và một chuyến tàu điện ngầm ở St. Petersburg làm 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên. Trung Quốc vào ngày 13 tháng 4 khẳng định rằng tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khi ngừng nhập than đá từ Triều Tiên để thực thi các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Triều Tiên. Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ra thông báo hôm 18 tháng 2 vừa qua ngừng tất cả các hoạt động nhập khẩu than đá từ Bình Nhưỡng. Những đội tàu chở than đá của Triều Tiên phải quay lại cảng Nampo sau khi Trung Quốc ra lệnh cho các công ty thương mại trả lại than đá có nguồn gốc từ Triều Tiên. Vào năm ngoái, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm phản ứng trước việc nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9 tháng 9 2016. Các biện pháp trừng phạt trong nghị quyết 2321 tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá, một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm hơn 60% lượng xuất khẩu than đá hàng năm của nước này, kính thưa quý vị. Các lực lượng Iraq giành thêm khu vực mới từ tay IS ở tây Mosul. Nguồn tin quân đội Iraq cho biết, các lực lượng nước này ngày 13 tháng 4 vừa qua đã giành quyền kiểm soát khu vực mới ở tây Mosul sau khi phải đối đầu với sự phản kháng mạnh mẽ từ các phần tử tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo tuyên bố của Trung tướng Abu Amir Yarala, cuộc thuộc bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq, lực lượng chống khủng bố của Iraq đã giải phóng hoàn toàn khu vực lân cận thuộc tỉnh Aba, phía tây thành cổ và cấm cờ Iraq trên một số tòa nhà sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với các tay súng Hồi giáo cực đoan. Cũng theo nguồn tin an ninh từ quân đội Iraq, các lực lượng Iraq cũng đã giành lại phần lớn khu Tanat phía tây Mosul, trong khi những trận đánh lẻ vẫn diễn ra rải rác ở các khu vực Matahim và Uruba. Trong đó, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm Bộ Nội vụ Iraq tiếp tục tham chiến ở các tuyến tuyến phía nam và tây nằm ngoài thành phố cổ Mosul. Nguồn tin cho hay, quân đội Iraq đang cố gắng tiến vào những phố nhỏ quanh khu vực đền thờ Hồi giáo An-Nuri ở giữa trung tâm thành cổ Mosul, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, kính thưa quý vị.